Tưởng tượng xem giấc mơ của bạn đang ở chốn nào. Khi đã xác định được đó là điểm đến, thì hãy khóa chặt phương hướng, giữ vững niềm tin. Chuẩn bị, lao đi. Xuyên qua rừng rậm mênh mông, bước qua vùng đất đầy sự tuyệt vọng. Sống sót qua cơn bão, qua tầng tầng lớp lớp mưa lạnh cống. Còn lại phía trước là một hiện thực tàn nhẫn. Nơi đó rốt cuộc là mộng tưởng hay là vọng tưởng, luôn bị đánh thức vào chính lúc này. Lay động sức mạnh mặt đất để một lần nữa kiên định. Tưởng tượng ra con cá đang bay và con chim đang bơi. Bạn làm nên kỳ tích của chính bạn. Luôn bị đánh thức vào chính lúc này. Bạn làm nên kỳ tích của chính bạn. Nơi đây chính là vùng đất mộng tưởng của bạn. Quá khứ của siêu nhân. Hành tinh năm cánh, ta đã trở lại. Và cắt. Các bộ phận kết thúc. Đạo diễn, ông nghĩ sao về màn trình diễn của tôi? Ồ, rất tốt, cảm xúc tốt. Quái vật sói à? Đây là thù lao biểu diễn của cậu. Rất ấn tượng, cậu vẫn làm được thế sau ngừng ấy năm. Xứng đáng với danh tiếng. Thật đáng tiếc là nó đã lãng phí vào diễn xuất. Cậu có muốn sử dụng tài năng để tham gia cùng tôi và xâm chiếm hành tinh năm cánh? Tôi đã nghỉ hưu hơn 20 năm. Các vấn đề của thế giới không ảnh hưởng đến tôi. Hãy cho tôi biết tôi có thể làm gì để khiến cậu hợp lực với tôi. Đừng nói là tôi không cho cậu cơ hội. Chuyện là như vậy và tôi sẽ không lịch sự đâu. Rất vui nếu cậu có thể giúp tôi chinh phục hành tinh năm cánh. Vậy tôi sẽ chọn cậu vào vai chính trong mọi bộ phim tôi làm. Cảm ơn ông chủ, chúng ta đã thỏa thuận xong. Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về tầm quan trọng của việc đưa ra chiến lược khi chiến đấu. Đừng quên thiết bị bảo hộ nhé các em. Dừng lại đó. Quái vật sói, hãy tiếp tục và cho chúng thấy những gì cậu có. Cố đánh vui vẻ. Xích laser. Tiếng gầm sấm sét. Các em hãy nhớ, các em phải sử dụng trí thông minh để chiến đấu. Điều quan trọng là phải phân tích kẻ thù và lập chiến lược cho mọi hành động. Thưa thầy, bây giờ không phải là lúc để phân tích. Quái vật này rất nhanh nhẹn và hoạt bát, và tấn công bằng sóng âm. Suýt nữa thì trúng, giáo sư. Thầy không có sức mạnh đặc biệt nên thầy phải cẩn thận nhé.
Quái vật sói, tại sao cô lại ngừng cuộc chiến? Hôm nay đã kết thúc thời gian làm việc của tôi rồi. Tôi đi đây, tôi có một buổi biểu diễn khác sắp tới. Gặp sau nhé. Sao không có thông tin gì về quái vật sói vậy? Tôi biết về con quái vật này. 20 năm trước, quái vật sói phát động cuộc xâm lược hành tinh năm cánh và bị đánh bại bởi một siêu nhân tên là Nhà Thơ. Sau thất bại, hắn giải nghệ và theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên. Trong khi đó, Nhà Thơ đang làm việc tại trường học siêu nhân. Vậy Nhà Thơ là... ông quái bự? Tất nhiên là không, đừng ngớ ngẩn vậy. Nhà Thơ đương nhiên là giáo sư biết tuốt. Vậy Nhà Thơ từng là một siêu nhân? Khi đó giáo sư biết tuốt là siêu nhân số 1 trong số tất cả. Cho tới một ngày. Cái gì? Đó không phải là quái vật sói sao? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây? Wow, đây không phải là Nhà Thơ sao? Quái vật sói, ngươi đang làm gì ở đây? Để ta giải thích cho ngươi. Công trình này chứa khí cực độc. Ngươi nói khí cực độc? Khí độc sẽ được dẫn đến mọi ngóc ngách của thành phố thông qua các đường ống ngầm. Một khi bị ảnh hưởng bởi loại khí độc này, tất cả các sinh vật sống và robot sẽ trở nên điên loạn hoàn toàn. Ngươi sẽ không bao giờ thành công. Một khi thiết bị đã được kích hoạt thì hoàn toàn không có cách nào để dừng nó lại. Không, không. Tiếng gầm sấm sét. Tì chớp vô sông. Ôi không, hết thời gian rồi. Vạn kiếm cùng bay. Mình phải nhanh chóng loại bỏ nó. Không biết Nhà Thơ đã phải hy sinh quên mình như thế nào để giữ cho mọi người được an toàn. Để đánh bại quái vật sói, Nhà Thơ đã cố gắng quá sức và mất đi tất cả siêu năng lực và trở thành một người bình thường. Sau đó, tôi tuyển anh ấy làm giảng viên ở trường chúng tôi. Anh ấy đã đổi tên thành Biết Tuốt. Và từ đó, Nhà Thơ không còn tồn tại trong thế giới chúng ta. Giáo sư Biết Tuốt. Giáo sư Biết Tuốt, em mới biết rằng thầy từng là siêu nhân đánh bại quái vật sói. Và chúng em thật sự cần sự giúp đỡ của thầy. Nhưng làm sao tôi có thể giúp được khi tôi không còn sức mạnh nữa chứ? Tôi thật sự không thể giúp được. Thầy là một giáo viên. Thầy đã dạy dỗ rất nhiều siêu nhân tuyệt vời. Tất nhiên thầy có thể giúp chúng em. Ôi, tôi gửi nhầm ảnh rồi. Nhưng tôi không còn siêu năng lực nào nữa. Nhưng thầy vẫn có trí tuệ và trí thông minh của siêu nhân. Và điều đó cũng quan trọng. Nào, cùng xem lại kế hoạch tác chiến. Lần này cuối cùng chúng ta cũng có thể dễ dàng chinh phục hành tinh năm cánh.
cả mọi người chuẩn bị. Cảnh 1, đại chiến quái vật sói. Chuẩn bị máy quay. Quái vật sói, hãy luôn cảnh giác. Đây là một cuộc chiến thực sự, không phải quay phim đâu. Các ngươi muốn làm ta bối rối, không dễ dàng như vậy đâu. Quái vật sói, cậu đang làm gì vậy? Cậu ra khỏi khung hình rồi. Tôi xin lỗi, chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu. Quái vật sói, máy quay số 2. Ôi không, mình không thể kiềm chế được. Quái vật sói bị ám ảnh bởi diễn xuất. Chúng ta có thể đánh lạc hướng bằng cách giả vờ quay phim. Đó là cách chúng ta hạ gục hắn. Cắt. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Quay xong rồi. Cảm ơn. Siêu nhân ngọt ngào biến hình. Bồng bóng ngọt ngào. Ta chỉ không biết tại sao chúng ta lại thất bại một lần nữa. Cứ thế dội dã cả một đời. Thời gian trôi qua nhanh quá. Ồ, có lẽ tôi nên nghĩ về quá khứ và cả tương lai. Tôi chỉ còn lại sự trống rỗng, hay là dũng cảm tồn tại. Sẽ không còn ai biết đến tôi nữa. Thật yên tĩnh, tôi lựa chọn tiếp nhận hiện tại. Nhưng tôi vẫn chờ mong cơ hội sẽ lại đến. Có lẽ khi tôi tỉnh dậy cũng chẳng thể cứu vãn mà bất lực ra đi. Thật tệ hại, thật tầm thường, thật vô vị. Luôn chỉ biết dựa dẫm, không sợ cô đơn khi tồn tại. Chẳng thể ngừng nhớ nụ cười hôm ấy. Rốt cuộc có đáng không?